Ngày 21 tháng 7, Thánh Lawrence Brindisi, linh mục tiến sĩ, 1559 tới 1619. Thánh Lawrence Brindisi có thiên tài về ngôn ngữ. Ngoài ngôn ngữ bản xứ là tiếng Ý, ngài còn nói và đọc được tiếng Latin, Do Thái, Hy Lạp, Đức, Bohemia, Pháp và Tây Ban Nha. Ngài sinh ngày 22 tháng 7 năm 1559. Cha mẹ ngài là ông William và bà Elizabeth Russo, đặt tên cho ngài theo tên của Julius Caesar. Cha mẹ ngài mất sớm, ngài được người thúc bá cho theo học ở Đại học Thánh Marco ở Venice. Lúc 16 tuổi, ngài vào dòng Francisco ở Venice và lấy tên dòng là Lawrence. Ngài hoàn tất chương trình triết học và thần học tại Đại học Padua và thụ phong linh mục lúc 23 tuổi. Với khả năng xuất sắc về ngôn ngữ, ngài học kinh thánh bằng văn bản gốc theo yêu cầu của Đức Giáo Hoàng Clemento thứ 8, ngài dành nhiều thời gian giảng đạo cho người Do Thái ở Ý. Kiến thức về tiếng Do Thái của ngài rất xuất sắc, đến nỗi các luật sĩ Do Thái cứ tưởng ngài là người Do Thái trở lại Kitô giáo. Năm 1956, các tu sĩ Francisco xuất bản bộ sách 15 cuốn của ngài. Có 11 cuốn trong 15 cuốn gồm các bài giảng của ngài. Mỗi cuốn chủ yếu trích dẫn kinh thánh để minh chứng những lời ngài giảng. Ngài rất nhạy cảm với nhu cầu của người khác. Một tính chất có thể gây bất ngờ ở các học giả biệt tài như vậy. Ngài được bầu làm giám tỉnh dòng Francisco ở Tuscany khi ngài mới 31 tuổi. Ngài vừa thông minh, vừa thương người và vừa có tài quản lý khi làm nhiệm vụ. Năm 1602, ngài được bầu làm bề trên tổng quyền dòng Francisco. Ở cương vị này, ngài có trách nhiệm làm phát triển và mở rộng địa lý của dòng. Ngài được bổ nhiệm làm phái viên tòa thánh và sứ giả hòa bình, một nhiệm vụ khiến ngài phải đi nhiều nước. Cố gắng đạt được hòa bình ở Nam khiến ngài phải đi Lisbon tiếp kiến vua Tây Ban Nha. Tại Lisbon, ngài bị bệnh nặng và qua đời đúng ngày sinh nhật thứ 60 của ngài, năm 1619.